Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Hiện giờ là 3 giờ 3 phút. Thôi với thằng bạn thôi đây. Đấy. Là quê nội. Nhà nội của nhà nó. Rồi cá linh lan này. Cá linh lan là cái gì? Nó là cây linh lan này. Cảnh nó cũng đẹp lắm các bạn. Có cái mũ. Cái mũ nhờ vàng hào mà đi. Bữa tao có mua gọn này nè. Sao ăn đó? Mua gọn này nước ăn này nè. Gọi chiến không? Chiến với mày. Có củi có dĩ không ngon mày. Bữa trước anh tao cũng nướng rồi. Mà cũng đau quá đâu. Nè, con bát phải luôn rồi thấy không? Con bát luôn nè. Bát luôn vậy? Bát nướng gọn nướng rồi đó. Ui, nó rủ là nó lấy nhòn quàng chứ. Là đâu cũng có nhòn quàng mà mẹ có nhòn này nè, nó không có ấy. Ai cảnh đẹp lắm các bạn. Đi lên xuống kia, đi về dài xuống kia một xí. Cũng không có xong đâu, không có xong đâu. Đây. Này. Đồ hậu kiến hả? Không phải, cái hon vậy. Không vậy, không ráng nữa. Nguy hiểm vậy. Không khỏe đâu. Lá khỏe hay sao? Không khỏe đâu. Chắc khỏe thôi. Đúng không? Cái là cái gì nè? Mắc mèo. Người ta không biết mắc mèo là cái như thế nào luôn á. Đụng vô ngứa. Biết mắc mèo là mang ngọng vô ngứa ra nè. Hoặc không động chơi chi mà mát là nó đâu giống giống như lít con mèo thôi.